tin nhận Chúa Giêsu phục sinh sẽ có niềm vui và bình an. Kính thưa quý bạn chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe đó, thuật lại ngắn thôi, nhưng mà chúng ta thấy đứng trước biến cố Chúa Giêsu phục sinh, các người phụ nữ và lính canh có thái độ khác nhau. Các người phụ nữ thì vui mừng đi ra loan báo tin mừng Chúa đã sống lại, còn các lính canh cũng đi báo mà báo tin buồn, mất xác, sợ. Và từ đó họ âm mưu bàn với nhau dạy cho các lính canh phải nói dối như thế nào đứng trước cái biến cố Chúa Giêsu phục sinh. Cho nên cũng một biến cố thôi, Chúa Giêsu phục sinh đem lại niềm vui, sự bình an cho các người phụ nữ, nhưng đối với các lính canh, các thượng tế, các kỳ lão lại là một nỗi sợ hãi, hoang mang, lo lắng, vì không biết rằng ông Giêsu ổng sống lại, ổng có trả thù mình không, lo lắng. Cho nên chúng ta thấy rằng đứng trước một biến cố Chúa Giêsu phục sinh như vậy mà đem lại niềm vui bình an là tùy vào lòng người ta. Nếu người ta tin Chúa Giêsu là đấng đã chết và sống lại thì lập tức họ có niềm vui bình an. Nhưng nếu họ không tin nhận Chúa Giêsu là đấng đã chết cho họ và cũng sống lại vì họ thì chắc chắn họ sẽ hoang mang, bởi vì theo kiểu của thế gian sẽ sợ, ăn miếng trả miếng. Thưa quý bạn chị em, chúng ta đang sống trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Niềm vui Chúa Phục Sinh đem lại cho chúng ta niềm tin mạnh mẽ hơn, giúp cho chúng ta đối diện với tất cả những khó khăn trong cuộc đời mình. Chúng ta sẽ giải quyết được mọi khó khăn, vượt qua được mọi khó khăn và đi tiếp được hết hành trình cuộc đời mình hay không là do mỗi người chúng ta tin nhận Chúa Giêsu mạnh hay là yếu. Chúng ta có dám đặt cuộc đời của mình vào trong tay của Chúa không? Chúng ta có dám để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta theo ý Chúa không? Nhưng các bạn chị em thấy rằng trong thực tế đó, nhiều khi chúng ta loay hoay, chúng ta chạy chỗ này chạy chỗ kia, gặp khó khăn chạy lung tung hết cả. Nhưng mà nếu Chúa không ban ơn chẳng làm được cái gì đâu. Vậy thì ngày hôm nay một lần nữa, khi chúng ta nghe lời Chúa, Chúa hiện ra với các người phụ nữ, chỉ cần một câu chào của Chúa thôi, chào các bà hay là chào chị em, lập tức các bà có niềm vui ngay, lập tức các bà có bình an ngay. Vậy thì chúng ta hãy để cho Chúa chạm vào trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Dù chúng ta đau yếu, dù chúng ta mệt mỏi với biết bao nhiêu khó khăn, với biết bao nhiêu trách nhiệm và bổn phận trong bậc sống của mình, chúng ta cũng không nản lòng, bởi vì chúng ta tin chắc rằng chính Chúa Giêsu phục sinh sẽ cùng đi với chúng ta. Chỉ cần chúng ta tin một điều thôi, đó là Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài luôn ở cạnh chúng ta, đi cùng chúng ta trên mọi nẻo đường. Và chúng ta có dám để cho Chúa đi vào trong cuộc đời của chúng ta hay không? Amen.